Ở phần 1, mình đã giới thiệu chiếc đàn mới toanh Kodman Cast 1 Bluetooth. Ở phần 2 này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt chiếc Kodman Cast 1 Bluetooth một cách hoàn chỉnh nha. Đây là toàn bộ ốc lắp đàn của Cast 1. Bước 1, lắp hai chân đàn vào pedal và sử dụng ốc lớn này. Sử dụng 4 miếng bảo vệ đậy vào 4 vị trí vừa lắp. Lắp tương tự vào chân đàn còn lại. Bước 2, lắp tấm chắn sâu vào hai chân đàn vừa lắp. Lấy 4 ốc nhọn và hai ốc nhỏ như trên hình để lắp tấm chắn sâu. Bước 3, lắp thân đàn vào chân đàn để có một chiếc đàn hoàn chỉnh. Và cuối cùng sử dụng 4 con ốc còn lại để lắp thân đàn vào chân đàn. Và đây là tổng quan của chiếc Kodman Cast 1 Bluetooth. Kodman Cast 1 Bluetooth là bản nâng cấp đặc biệt của chiếc Kodman Cast 1 với đầy đủ các tính năng từ cơ bản đến nâng cao như Tempo, Treble, Genova, với cặp loa 25W được đặt ở phía dưới thân đàn. 81 phím đàn với công nghệ Ray Hammer Action cùng với 5 mức độ cảm biến lực nhấn giúp bạn như đang trải nghiệm ở trên một chiếc piano thực thụ. 20 loại nhạc cụ được cài sẵn giúp bạn thỏa sức sáng tạo âm nhạc. Mặt sau là các cổng kết nối, cổng nguồn 12V, cổng Ethernet để kết nối âm thanh với đàn, cổng layout để xuất âm thanh từ ngoài đàn ra loa, cổng pedal để kết nối với pedal và cổng USB MIDI để kết nối với các thiết bị điện tử. Từ giờ bạn sẽ không phải đau đầu về việc sử dụng và chuẩn bị quá nhiều loại dây để kết nối đàn với các thiết bị khác. Chức năng MIDI Bluetooth này sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn cho việc đó, và hãy để mình hướng dẫn cho các bạn sử dụng chức năng đó như thế nào nhé. Hãy đón chờ vào phần 3 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.